Đêm nữa thì rất là đẹp nha mọi người, các tiểu cảnh này dựng lên chuẩn bị Tết đấy cả nhà. Đi ban đêm thì chắc sẽ đẹp hơn đang làm. Hôm nay cũng mới là ngày 22 à. Ui trời, đang làm. Đó, đi một mình đảo một vòng cho mọi người cùng xem nhé. Hoa này. Bưởi đẹp quá, quá đẹp luôn. Hoa rất là nhiều. Khu này thì năm nào cũng có chợ hoa nha mọi người, năm nào cũng có. Không khí Tết là đang về với ông Thành rồi đó nha mọi người. Bán rất là nhiều hoa. Thì hôm nay mình đảo một vòng thôi. Còn hôm nào mình ban đêm mình sẽ đi mình quay chi tiết hơn. Đây hoa giấy. Đây hoa cúc. Đa số hoa năm nay về cũng rất là đẹp. Mình thấy rất là đẹp đấy cả nhà. Rất nhiều loại hoa. Nhiều hoa quá. Bán hoa mà sầm uất nhất của huyện Long Thành nha mọi người, khu công viên. Hoa cũng đang về và ông về ngủ nên tiểu cảnh rất là đẹp này cả nhà. Hoa. Hoa rất là nhiều. Không khí. Có cả đào nữa. Đào thì miền Nam mình chơi rất là ít, chủ yếu là mai là nhiều. Là tối mình rảnh mình sẽ đi người em nhé. Chắc phải vài khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì bắt đầu hoa về mới nhiều hơn. Đây hoa cúc này. Cúc rất là nhiều hoa. Đây là mai. Ở miền Nam mình thì chủ yếu là chơi mai là nhiều. Đó bây giờ các xe hoa cũng đang bắt đầu về. Đây thì đang xây dựng những cái tiểu cảnh để cho bà con chụp ảnh nhưng mà chưa có xong nha mọi người. Không khí Tết đang có, đang về ở Long Thành rồi nhé. Đây rất là nhiều tắc. Tắc rất là đẹp này bà con. Đó, tắc rất là nhiều. Những cái hoa rất là đẹp. Đi một vòng luôn. Đi chụp ảnh này. Đây trước hội đồng nhân dân
sẽ cho mọi người đi một vòng để coi cái không khí hoa cũng như ở huyện Long Thành nhá. Hoa cũng về, năm nay cũng không có nhiều lắm so với mọi năm. Đây cũng có bán bưởi. Sớm mua 20 năm nay đi mua sớm thì có đồ đẹp nhá, có hoa đẹp, đừng có để trễ quá. Đây mình sẽ đảo một vòng ở bên phía bên này nữa, bên này cũng cái chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu này hoa cũng nhiều lắm. Ban đêm mọi người đi mát mẻ với nó đẹp hơn đó cả nhà. Nay mình đi buổi trưa thì nó cũng nói chung là cũng không có đông. Nhưng mà mình tính đi mình có việc nên là mình ghé mình quay cho mọi người xem không khí Tết ở Long Thành luôn. Rất là nhiều loại hoa đẹp. Đây là đằng sau chợ mới, đằng sau chợ cũ Long Thành đó mọi người. Vườn dầu Long Thành nha mọi người. Nếu mà mọi người nếu thấy hay thì nhớ cho mình một like cũng như một subscribe kênh nhé mọi người. Mình thấy có cái vườn bưởi đẹp quá này, vườn bưởi bao đẹp luôn, đẹp lắm, đây hoa nhiều, quá nhiều hoa luôn. À, người có thể ra đây chụp ảnh rồi ủng hộ hoa của bà con làng hoa, nên mua sớm nha mọi người, đừng để đợi 30 xả là hãy mua, lúc đó là tội cho bà con là một năm hoa rồi. Mua sớm mình có hoa đẹp sớm mình trưng, đừng đợi nó 30 nha cả nhà. Ở đây thì mấy anh đang làm lại cái tiểu cảnh ở cái đường đi vô Bình Dầu này. Rồi mình dạo một vòng xuống chợ mới nó xem sao nha mọi người. Xuống chợ Long Thành nó cũng nhiều bán hoa nhiều lắm. Mình đã vô đến chợ mới Long Thành này nha. Đấy bà con bán đồ Tết thì rơi rất là đông, hoa về rất là nhiều, không khí Tết hôm nay rất cũng rất là ok nè, hoa rất là nhiều nha mọi người, hoa tắc tắc rất là nhiều đó. Dưới chợ mới này giờ hoa cũng đã về rồi nè, rất là nhiều nè mọi người. Mai nè, chợ đã đẹp quá ha.
bao lớn luôn. Đó, hoa mai này, mấy mai này thế, mai nhỏ. Mai nhỏ rồi cả nhà. Mai nhỏ 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 nhiều ghê. Bao đẹp. Mấy mai này bán sao cô? Mỗi tùy mỗi cây hả? Trăm. Đó, mai nhỏ nhỏ đúng 700 đó mọi người. Mình đi xe máy nên là không mua được. Đảo Vinh Phong. Nhiều. Đây là khu chợ mới, chợ Long Thành. Đó, hoa về rất là nhiều loại hoa nhé mọi người. Mọi người có muốn mua hoa về khu vực thì Long Thành thì ghé đây nhé, rất nhiều loại hoa rất là đẹp. Đó, chợ mới Long Thành này bên cửa Đông nhá. Đó, mình dẫn mọi người đi một vòng hoa. Tết thì đã về rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình thì cũng xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người cái video tiếp theo nhé. Đừng quên cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nha mọi người, ủng hộ cho kênh Bồng Cảm với tôi nhé mọi người. Giờ mình đi về thôi. Chúc mọi người có một mùa xuân thật vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc và bình an. Bye bye mọi người.